Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Merida Explorer X, một mẫu xe đạp touring được sử dụng bộ chuyển động group của xe đua là Shimano Soza. Đó, và cái thương hiệu Merida này thì nó cũng đã rất là quen thuộc và nổi tiếng với các bác chơi xe. Thương hiệu Merida đã có những cái chiếc xe mà nó nổi tiếng trên toàn thế giới về cái độ nhẹ, trong top những chiếc xe nhẹ nhất. Và cái thương hiệu Merida này là cái thương hiệu của Đài Loan, nhưng mà đã xứng tầm thế giới như những cái thương hiệu khác như Czech hay là Special Line hay là Zan hay là những cái thương hiệu nổi tiếng của châu Âu. Thương hiệu Merida, hôm nay về chiếc Touring cực kỳ là đẹp, màu xám tàn thuốc phối với những cái đường kẻ chỉ xanh và đen, sơn cực kỳ là đẹp. Xe thì toàn bộ phần khung là nhôm, toàn bộ phần khung của chiếc xe là nhôm. Đó, nước sơn các bác có thể thấy trên hình hầu như là không có vết xước nhỏ đáng kể luôn. Và từ những cái phụ kiện hay là những cái phụ tùng, xích líp, đề đóm này cực kỳ là mới, em đánh giá cái độ mới đó còn phải được trên 95% về cái độ mới. Đó, các bác có thể tự thấy ở trên video này, những cái chi tiết này rất là mới luôn. Bánh 700c Mayer Shimano. Và chiếc xe này có một cái điều đặc biệt là ở phần ghi đông. Ghi đông của chiếc xe thì có một cái đèn. Và cái đèn này nó sẽ đi theo cái Mayer này. Đi theo cái Mayer đây. Cái Mayer phát điện. Mayer cực kỳ là to này, phát điện này. Nhưng mà cái trục thì nó lại là trục trục vặn chứ không phải là trục líp. Trục tháo bánh nhanh, nó là cái trục vặn. Mà nó là cái Mayer phát điện, nó sẽ chuyển điện đến một cái mấu ở đây. Thì ở đây em đã lắp, xe nó lắp sẵn một cái đèn Shimano. Đèn Shimano ở đây rồi. Thì mỗi lần mà mỗi khi mà cái bánh này nó quay này thì cái đèn nó sẽ sáng. Đó, các bác thấy không? Mỗi lần quay là đèn sáng. Thì hiện đại. Máy phát điện. Và cũng được trang bị trên ghi đông là bộ Shimano Soza với 9 speed. Bộ 9 speed. Và bên này là double là 2. Thì tương ứng với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa. Phanh dầu của Shimano này. Đồ rất là ngon luôn. Và em công khai cái giá của chiếc xe luôn, công khai giá là 15 triệu rưỡi. Đó, mức giá đã hợp lý cho một chiếc xe đạp touring đồ cực cao này, cấu hình rất là cao này, Mayer phát điện này. Đó, 12 triệu rưỡi, xe thì còn mới nguyên, nước lát. Và ở đây Merida này, hầu như là những chiếc Merida nó sẽ có cái tem đăng kiểm như này để được chạy trong nội địa ở Đài Loan thì nó sẽ có cái tem đăng kiểm nó còn nguyên này. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48cm. Từ khóa yên với tâm cổ phốt là 56cm. Và xe gặp cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 thì phù hợp. Cũng là 9 tầng lít và 2 tầng đĩa. Xe có 18 tốc độ khác nhau. Rồi, Shimano Soza này cũng là cái loại dùng đời mới sử dụng rất là sướng, nhẹ nhàng. Những loại đời mới này thì cũng có thuộc cái dòng này, cũng cận cao cấp và dòng Shimano dùng cũng
rất là ngon, chuyển động các thứ nhẹ nhàng. À, chiếc xe đang được bán bên em mức giá chỉ có là 12.500.000 đấy, mức giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc xe đạp, phải nói là rất là đẹp, đánh giá theo ý kiến cá nhân rất là đẹp, em cực kỳ thích chiếc xe này. 12.500.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.